vợ với con ở nhà nó không chịu lo, lo đi chơi, đi cả tuần luôn không thấy về. Nguyệt gửi là Nguyệt về đây nè. Ủa sao lại là ông? Ủa sao là tôi? Ê khoan khoan, đừng nói gì hết, dòm tôi đi, dòm dòm từ đầu tới đuôi. Đẹp ghê không? Không đẹp má. Bộ đồ vợ tôi mới sắm cho tôi đó, đặc biệt là cái áo bông. Vợ tôi nói nhìn tôi xanh và tơ như một khu vườn cắm nè. Được, được không, được không? Ủa nói vậy là vợ ông về rồi hả? À, tất cả mọi người về hết rồi. Rồi về xong đưa bộ đồ này cho ông. Ừ. Là vậy, vậy còn vợ tôi đâu? Là sao? Có nghĩa là mọi người đi với nhau, rồi vợ ông về, vậy còn vợ tôi sao chưa về? Trời ơi, tưởng cái gì. Đây, vợ ông ghé trường đón con của ông đi Phan Thiết rồi. Đi biển nữa. Bây giờ đi nữa? Ừ, vợ tôi cũng vậy, đưa con tháp tùng đi theo. Tôi quyết định rồi, ở nhà cũng có một mình nè, nên qua đây ăn ké cơm nhà ông, xong rồi rảnh mình bày kèo nhậu luôn. Nhậu? Nhậu con khỉ ông á. Bây giờ ông lo đi về nhà, dạy vợ ông lại đi. Đừng có cho vợ của ông á lo kéo vợ người khác đi chơi nữa. Hiểu không? Làm đàn ông sao tính kỳ vậy? Nãy giờ có nói gì đâu, thì vợ tôi nói sao tôi nghe vậy thôi. Ông dám nói hả? Tụi con coi cái gì mà vui vậy? Chó này uống luôn. Đâu, chó nào? Mẹ ơi, nhà mình nuôi chó đi. Ôi, tụi nôi. Một mình mẹ là nuôi con nè, rồi hả lo thêm cho ba con nữa. Là mẹ mệt muốn chết rồi, giờ kêu nuôi thêm chó nữa. Chắc hả, hả chắc con cũng muốn là hả, mẹ chịu không nổi luôn đúng không? Không có nuôi gì hết, coi đi. Ủa? Sao ba Ly còn đây? Trời ơi, đi nữa. Đem vali đi vô trong phòng, rồi thay đồ đi biển với tôi nè. Ra dẫn nó nhỏ đi chơi, chứ đi tới nơi tiện nghi ngồi không vậy trời. Ê, dù gì tụi mình cũng vừa mới đi á, mà bây giờ đi nữa. Cứ vậy hoài. Tôi biết là bà lo cho anh Quân. Nhưng mà vấn đề bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói là bà phải biết cân bằng lại cuộc sống, phải biết yêu thương bản thân mình, xả những cái đau buồn ức ở trong đầu mình ra đi, hiểu không? Với lại chị Liễu á lo hết cái chỗ này rồi, trả phí hết rồi, không đi chơi uổng lắm. Trời ơi, biết rồi, sao em cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Đi vậy? Rồi rồi, không lặp được đó, giờ đứa nhỏ chứ không lẽ cứ tới đây rồi ngồi trong đây hoài. Vô thay đồ đi, nhanh lên, nhanh đi, còn đi ăn đứa đó bụng quá à. Nhắc chị đi ăn mới nhớ. Ê không nha, đừng nói là như tôi nghĩ nha. Ê trời ơi, quê Nguyệt Tuấn Tình luôn á. Tuấn Tình mình đang đi du lịch luôn. Tuấn Tình mình đang đi chơi. Tuấn Tình mình đang đi hưởng thụ luôn á. Ủa sao vậy? Hả? Đi chơi mà. Tại sao lại bê nguyên si nguyên một cái hình ảnh của bà nội trợ từ Sài Gòn bê ra Phan Thiết vậy? Thì tại vì mình nấu ăn ở nhà nó mới an toàn, nhất là cho con của tụi mình nữa. Trời Nguyệt, có khi nào suy nghĩ không? Ở đây là gì? Ở đây là vùng biển. Bước ra ngoài đó đồ ăn rất là nhiều, chưa kể nói là không an toàn hả? Nè, ở đây là biển, bây giờ mình muốn ăn đồ tươi, đồ hải sản đúng không? Thuyền ở ngoài đó sẽ tạt vào biển, người ta đi mới lưới cá đánh cá mà. Xong chúng ta làm sao muốn ăn? Mình chèo thuyền thúng ra. Chèo thuyền thúng ra, xong mình mua đồ tươi. Làm gì lên, mình đưa cho quán, quán rửa xong rồi đem đi hấp, đem đi nướng. Cái gì là cá, tôm, mực, ghẹ, cua, ốc.
toàn là đồ tươi không, có cái gì đâu mà không an toàn. Chưa hết, hải sản là cái gì có nhiều canxi, rất là tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ và sự phát triển của tụi nó. Tụi nó ăn rất là tốt, mắc cái gì tự nhiên phải đi ra chợ mua cái này về nấu cho cực vậy? Thì chị đang hầm xương nè, hầm xương cũng tốt cho canxi của trẻ nhỏ nữa. Quả này tự tay mình nấu an toàn hơn nhiều chứ. Nguyệt, mình đi biển mà, mình ăn hải sản đi, mình bớt ăn xương ăn thịt lại được không Nguyệt? Nhưng mà chị nấu nhanh lắm, hầm nội xương này có nửa tiếng là xong rồi. Nhưng mà vấn đề là mình đi chơi nè, từ nãy giờ thấy không, thay vì đi ra ngoài đó mình ăn là giờ mình đi tắm biển rồi. Không có, đi mua đồ về nấu bây giờ là mấy giờ, là 9 giờ, rồi nấu tới mấy giờ mới ăn, rồi mấy giờ ăn xong rồi mới đi ra ngoài biển chơi. Trời ơi, đi hưởng thụ cho đâu mà suốt ngày trong nhà không vậy? Thì chị nấu cỡ 45 phút là xong gì? Trời ơi, 45 phút Nguyệt ơi Nguyệt. Em muốn nhanh không? Muốn chứ. Vô phụng tay. Trời ơi Nguyệt, em ở nhà, em phụ chồng con em đủ rồi. Hả? Em đóng hàng lo cho con. Rồi chưa kể tới khi tối á, chồng mấy con em đi ngủ rồi em vẫn còn đóng hàng. Mình đi chơi là sao? Mình phải tận hưởng, mình hưởng thụ, mình phải được người ta phục vụ, chứ phải là mình tự phục vụ mình. Thì thay vì em đứng em hỏi chị là nãy giờ chị xong rồi đó. Trời ơi. Hả? Mọi người nghe gì không? Nghe gì? Nghe gì không? Nghe gì? Quá. 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 Ê, đã à. Ở đây là biển mà có nuôi heo nữa nè. Heo cái gì? Tiếng bụng của em đó Nguyệt. Nó bụng quá à. Thì chị đã nói đi cho chị làm đi, làm xíu là xong à. Ôi. Chờ xíu gần xong đi rồi. Đừng mà Nguyệt, đừng mà Nguyệt. Nó đói lắm Nguyệt. Được rồi, chị nấu xíu. Đó, 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 đó. Ra, thấy chưa, thấy chưa. Đồ ăn xong chưa, đồ ăn có chưa? Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Cô Nguyệt ơi, cho con ăn bánh canh thịt. Ok, để con Nguyệt nấu bánh canh thịt cho con nha. Mẹ ơi, cho con ăn cháo tôm. Rồi, nấu thêm cháo tôm cho con nha. Ủa, gì hai đứa? Mình đi chơi mà. Nguyệt, đây là chương trình đi du lịch chứ không phải là chương trình nấu ăn theo nguyện vọng của các bé. Em muốn ăn gì chị nói sao không cãi. Ok. Ủa, quá cái gì vậy? Ủa Nguyệt, từ Nguyệt, 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 Nguyệt. Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Hey, Nguyệt. Trời ơi, đi chơi mà bộ đi thiền hay gì mà. Kêu tụi nhỏ dậy đi tắm biển. Hồi sáng là mình không có tắm biển sáng được rồi, bây giờ là chiều mình tắm biển chiều đi. Chứ không lẽ hôm nay không đi tắm luôn? Tụi nhỏ thôi, tụi nhỏ ăn được ngủ được hết, cho tụi nó ngủ một xíu nữa đi. Nguyệt, ủa đi chơi mà, bình yên đi, ăn rồi ngủ. Cái này giống như là hả, mình chuyển cái chỗ ngủ cho tụi nhỏ chứ đi chơi gì đây. Thôi, xíu nữa, 15 phút nữa kêu tụi nó dậy liền. Nghe. Đúng 15 phút nữa nha. 15 phút nữa là chạy ào ra biển liền nha. Thời gian bắt đầu. Thời gian đang trôi. 5 6 7 Quen ta cái gì? Nguyệt, ở đây là homestay nha. Có người dọn dẹp đầy đủ. Nguyệt phớt lau nhà lại được Nguyệt. Nhưng mà cái này là phòng mình, với lại chị đang rảnh. Thôi để chị lau cho. Thôi. Nửa tại. Thôi mà. Cái gì vậy? Để chị lau cho. Ủa mình đi hưởng thụ mà tự nhiên cái mình làm như vậy. Nửa tại nữa. Trời ơi. Trời ơi. Đừng kêu tên chị nữa, chị mệt lắm. Em sẽ không kêu tên chị nữa. Liễu ơi. Chị Liễu ơi, chị Liễu. Chị trả tiền ở cái chỗ này làm cái gì? Mà bây giờ chị coi bác kìa, bác làm hết việc nhà của người ta luôn. Mm-hmm.
Làm cái gì mà cô nhìn tôi chằm chằm hung dữ như vậy? Tức giận tức điên chứ. Con người có sự giới hạn của nó chứ. Con dung xéo lắm cũng quậy chứ. Làm... anh đó. Anh đồn mọi người nói tôi với lại Liễu dụ dỗ vợ anh chơi bời đúng không? Anh nói có đi, ngày mai anh lên báo liền. Ok, chứ còn gì nữa? Cô qua nhà rủ rê vợ tôi mà nè, sao tự nhiên hẹn tôi ra đây rồi hùng hổ đập bàn đập ghế bụng đánh tôi hả? Ừ, tôi mà là đàn ông á, nãy giờ tôi cho anh một đá liền. Nè, tôi không có đánh phụ nữ đâu nha. Nhưng mà tôi là tôi muốn đánh loại đàn ông như anh á, hung dữ, ăn hiếp vợ mình, được đằng chân, lưng đằng đầu. Anh coi làm chồng vậy được không hả? Tôi nói thiệt á nha, tại vì con Nguyệt á nó hiền cho nên mới bị anh ăn hiếp, chứ cỡ nương tôi coi cái ly vô đầu liền. Mà tôi nói thiệt anh đó nha, anh Quân. Sao anh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, anh làm gì mà anh ăn hiếp bà, anh hà hiếp bà, anh hà đối xử với bà tới mức độ mà hả bà muốn trầm cảm luôn á. Cái gì? Cô nói trầm cảm hả? Chứ sao? Nè, thân lắm á nha, với lại cái này là tôi thương Nguyệt lắm, đáng lý là tôi muốn giấu rồi đó, nhưng mà nếu mà cái đà này cứ hoài là có ngày bả hả bà luôn đó. Kể từ ngày hôm nay anh nên đối xử với Nguyệt thật là tốt đi, bù đắp lại với cổ, chứ nếu không hả anh sẽ hối hận đó. Anh nè, ê, ủa hai ông ra đây lâu chưa? Sáng sớm 7 giờ. Tôi trễ hơn ông 40 phút tại tôi ngủ quên. Bộ vợ con đi hết rồi á, không có chuyện gì làm hay sao? Ở đây đi sớm vậy? Tôi ở chung với mẹ mà, nhưng mà đâu có để bà già làm được, cho nên là sáng dậy tôi phải nấu cơm, nấu đồ ăn sáng xong rồi tôi mới đi. Còn tôi thì sạch sẽ quen rồi, sáng dậy phải lau cái nhà, lau cái bàn xong mới đi chứ bộ làm ở không à. Nè, vợ con về chưa? Bà Hương rủ tôi đi cà phê, la tôi một trận á. Ờ thì về rồi, nhưng mà lấy đồ đi tiếp rồi. Tôi thấy á, cái chuyện đó đâu có cái gì đâu mà ke re cắt rắc, cứ để cho mấy bà thoải mái đi chơi đi có sao đâu. Thoải mái sao được? Ê, tôi thấy hai ông hôm nay rất là kỳ nha. Ồ, anh phải buồn hay sao vậy? Hôm qua nói khác và hôm nay nói khác. Thì đúng rồi, hôm qua phải khác hôm nay, mình xé lịch một cái nó khác rồi đúng không? Trong khi là tụi mình đã thống nhất chuyện vợ con rồi, bàn tán cái gì nữa? Tụi mình á là đàn ông 4.0 đúng không? Tất cả mọi thứ tụi mình phải làm chủ để đi theo một cái guồng quay quy củ. Con hiểu không? Thôi không, bớt cái miệng lại đi. Ừ, đàn ông 4.0 mà bị vợ bỏ. Con rồi. Tôi nói thiệt, trong đây có mình ông là bị vợ bỏ chứ sao? Ông nói ông làm riết rồi vợ con bỏ đi thiệt luôn đó. Cái gì nữa? Ờ thì nói chung là tôi thấy là mình cũng phải thoải mái đi, đúng không? Đừng có quan tâm, đừng có khe cắt mấy chuyện đó. Ờ, thì cũng đúng. Tôi nghĩ là lâu lâu cho mấy bả xả chết dài hơn. Ừ. Thôi, hai ông ngồi uống tiếp nha. Ủa đi đâu? Hôm nay hẹn nhau nhậu bữa mà. Tôi có cuộc chuyện, ngồi đi. Đi đi, mai cà phê tiếp. Ừ. Ủa là sao? Ủa mửa gì? Nó hẹn hôm nay nhậu mà. Kệ nó đi. Ông có nhậu với tôi không? Không. Nhậu cà phê đúng không? Ừ. Ly của nó mà. Tại nó tiện cà phê rồi, cũng như là của nó nè. Vanessa Carrera, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Nhà tôi được. Đừng quan tâm chuyện đó. Cái gì? Vợ tôi. Vợ của ông? Vợ tôi vừa báo tin là vợ của ông. Mà vợ của ông thì có liên quan gì đến tôi? Trời ơi, vợ của tôi báo tin về chuyện vợ của ông. Rồi. Là vợ của ông bị... Vợ tôi? Bị cái gì? Bị cái gì? Không lẽ anh làm gì mà anh ăn hiếp bà, anh hà
hiếp bà. Anh hả đối xử với bà tới mức độ mà hả bà muốn trầm cảm luôn á. Cái gì? Con nói trầm cảm hả? Chứ sao? Nè, thân lắm á nha. Với lại á, cái này là tôi thương Nguyệt lắm. Đáng lý là tôi muốn giấu rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái đà này cứ hoài là có ngày bả hả bà luôn đó. Trời ơi, Nguyệt ơi là Nguyệt, tại sao làm như vậy chứ? Anh đâu có quá tác tệ để khiến em phải trầm mình chứ. Em bỏ cha con anh, phải sống làm sao đây? Ủa chứ phải đúng ý ông hả? Bình thường ông có quan tâm vợ con ông đâu. Đúng ý cái gì? Tại tôi giận nên tôi nói vậy thôi. Chứ thật ra tôi thương vợ con tôi lắm. Trời ơi, thương vợ con. Chính ông còn xúi tôi với anh Vĩnh á là mặc kệ vợ con tụi tôi luôn mà. Trời ơi, ai vừa nhắc tôi tới liền nói vậy nè. Hai con ngồi xuống xúc mặt xanh. Biết gì chưa, biết gì chưa? Nguyệt, vợ của ông đó. Biết rồi. Ủa nói nghe nè, sao mặt nó căng thẳng quá vậy? Biết đâu, nãy giờ đập bàn đập ghế rồi dữ lắm mà hỏi chưa chịu nói. Ủa sao vậy? Thì sao vậy? Nguyệt sao? Hả? Thì... Nguyệt. Sao? Nguyệt sao? Nguyệt tôi không biết như thế nào á. Tôi đâu có làm gì Nguyệt đâu à. Mà tự nhiên Nguyệt bị trầm cảm rồi dẫn đến tự dẫn rồi. Trời đất ơi Quân ơi, cái tự dẫn ở đâu ra vậy ba? Ê nó nghe nè, ông nghĩ tới cái chuyện mà vợ con ông đi tự dẫn luôn đó hả? Ông muốn vậy lắm hả? Chứ sao? Ủa chứ hai ông đang nói cái gì vậy? Trời đất ơi, thì tôi qua tôi nói cái vấn đề á là ông làm sao mà ông tác tệ để cho vợ ông bị trầm cảm vậy thôi. Ủa tự tử đâu ra ông tự đơm cho thêm á. Tôi đâu có biết, tôi nghĩ là cái chuyện kia. Ủa vậy này vợ tôi chưa có tự dẫn hả? Chưa. Dễ sợ lắm nha. Tôi nói thiệt á, cái nết như ổng bây giờ tôi nói thiệt á, mà vợ ông á có bỏ đi tụi tôi cũng ủng hộ nữa. Ông mà không bỏ cái thói gia trưởng chuyên đi bức bách phụ nữ là yếu thế là coi như là tôi từ ông luôn. Đây nè, và tụi tôi cũng đã quyết định rồi, hợp thống nhất nhóm bạn rồi, nếu như vợ ông mà có đi lấy người khác tụi tôi cũng ủng hộ luôn. Dám hả? Trời ơi, đâu có dám. Ơi. Trời ơi, có ông là không thấy vợ ông đẹp thôi. Chứ bao nhiêu người đây nè, ông nhìn đi. Cái này là clip vợ tôi gửi tôi coi đó. Cả hội đều coi cái clip này hết, trừ một mình ông chưa coi. Nhỏ này là ai vậy? Trời ơi. Vợ ông chứ ai? Nhìn đi, thấy chưa? Thấy không? Vợ mình không thấy đẹp, quá đẹp đúng không? Vợ mình còn không nhận ra trên nữa. Bãi biển mênh mông, một cô gái đi hất tóc đó, trời ơi, khoe dáng body giữa bộn bề sóng biển đó, trời ơi, đó coi kìa, đó thấy không, trời ơi, đi kìa, nhúng nhảy, trời ơi, một chàng trai cơ bắp, ôi, thằng này lần nào vậy, đó chàng trai cơ bắp đang nhìn theo, hãy nhìn, hãy tập trung vào ánh mắt anh ấy, trời ơi, ánh mắt anh ấy, trời ơi, biển xanh cát trắng bộ bikini màu vàng, cái gì vậy, điện thoại tôi đó cha, gì vậy? Sao vậy? Sao bực vậy? Ghen Tại sao vậy? Nè, tôi nói cho ông nghe nha. Vợ ông á, không chỉ là đi chơi biển với một người đàn ông bình thường mà còn đi với trai Tây. Mà trai Tây nó như thế nào? Nó rất Tây. Suy nghĩ thoáng lắm. Nó suy nghĩ cũng rất Tây. Khi nó quyết định yêu ai thì người ta sẽ đeo đuổi người phụ nữ đó tới cùng, giành giật cô ấy về cho bản thân mình, bất chấp cô ấy có gia đình, có chồng con như thế nào. Anh ấy rất Tây. Theo ông niệm đi. Thất hồn. Thôi. Tại sao Nguyệt phải làm vậy? Hả? Đúng rồi. Tôi đâu có đối xử tệ với Nguyệt đâu. Gọi điện cho vợ liền. Gọi điện cho vợ, mình phải gọi điện, mình đàn ông mình phải ra tay trước đúng không? Liên lạc gọi điện, dành lại tình yêu, dành lại hạnh phúc đi luôn. Đúng rồi, đó. Mình gọi điện. Ừ. Gọi điện. Sao? Đổ chuông rồi. Bắt máy chưa? Bắt máy chưa? Làm sao bắt máy được? Em đang làm gì hả Nguyệt? Đang bắt máy đi. Không bắt máy được đâu. Ta đang nắm tay đi tung tăng ngoài biển. Vừa tắm biển uống nước dừa. Trời ơi, hiểu không? Đó vừa đi với trai tay sóng biển đập cái ầm uống nước dừa cái ọt. Yên tôi. Trả lời điện thoại. Tôi nhắn tin cái. Ồ nhắn tin à, nhắn tin. Thôi thôi đi nhắn tin đi. Lát ta tắm biển lên ta coi tin nhắn. Xa dấu đọc có nói tin gì vậy? Gì vậy trời? Về nhà gấp. Nhắn kiểu đó ai mà về? Ủa, ông là chồng hay là cha? Trời ơi, nhắn này như ra lệnh người ta ai mà về. Ừ, nhắn lại nhẹ nhàng hơn. Ừ.
gọi lại cho anh gấp. Ủa tình cảm chỗ nào? Nó chỉ dài hơn mấy chữ thôi. Sao nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại. Mình cho tình cảm vô, tình cảm vô, đổ thêm tình cảm vô, đổ thêm tình cảm vô. Nghĩ tới ha, cái cảnh mà vợ mình nắm tay chai tay đi, nó dắt qua bển luôn đó. Phải giật lại, thấy không? Phải giật vợ mình về. Anh nhớ em nhiều lắm. Gọi lại cho anh nha, em yêu. Quá tình cảm. Thấy chưa? Ê, quá tình cảm, nhưng mà tôi nghĩ nè, một lát nữa chuông điện thoại rang lên sẽ có tin nhắn lên. Anh nhớ thì kệ anh chứ, em bận đi chơi không về. Giờ ta làm giá lại. Trời ơi, một cái kết thúc thật là có ẩu. Gia đình hạnh phúc luôn. Chồng một đê, vợ một đê, tan quang mấy đứa con. Bây giờ coi. Xong chưa? Xong. Ê, 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 ê. Báo cáo em, anh đã làm xong nhiệm vụ. Mấy mẹ con em về với anh nha. Ủa ông gọi tôi hả? Tôi gọi vợ tôi. Ủa tôi cũng gọi vợ tôi đó. We'll be right back.